phải thêu rất tỉ mỉ, các bà phải thật khéo tay thì mới biết làm. Mấy chị em ở đây bảo là bàn với nhau là chắc mình cùng nhau phải phấn đấu làm cái nghề này, không được bỏ bởi vì nó mất truyền thống. Sẽ mở các lớp đào tạo nghề để tăng thu nhập cho chị em, với hai nữa là duy trì bảo tồn cái bản sắc của đồng bào dân tộc Dao.